Xin chào các linh thân yêu, lại là N2TK Bắc đây. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu, các cô nàng Blackpink của chúng ta đã trải qua nhiều thứ áp lực vô hình đến từ nhiều phía khác nhau trong công việc và cuộc sống. Họ cũng chỉ là con người, cũng có những lúc phải yếu lòng. Dưới đây là một trong số những câu nói của các thành viên khiến fan không khỏi xót xa. Rose. 1. Bố mẹ đi đâu thế? Rose đã kể lại trong chương trình 24/365 cùng Blackpink khi ba mẹ đưa cô đến ký túc xá chuẩn bị làm thực tập sinh. Trước khi rời đi đã nói với cô, giờ ba mẹ về nhé. Sau đó cô ngạc nhiên hỏi lại, ba mẹ đi đâu thế? Họ bảo rằng em sẽ sống với các thành viên ở đây. Lúc đó cô đã bật khóc vì sắp phải xa gia đình, xa những người thân yêu, phải ở lại Hàn Quốc một mình, chiến đấu, nỗ lực vì đam mê. Điều đó có quá tàn nhẫn với một đứa trẻ lần đầu phải sống xa nhà không? 2. Sao mình lại khóc thế này? Mình không biết lý do tại sao nữa, nhưng nó cứ khiến mình không thôi nhớ về quá khứ. Trong chương trình K-pop Star mùa 6, Blackpink đã có màn ghé thăm bất ngờ đối với các thí sinh. Trong lúc trò chuyện, Rose biết được có một bạn thí sinh người Philippines phải sống xa gia đình. Mắt cô bắt đầu rưng rưng, chắc các em phải nhớ ba mẹ lắm. Sao mình lại khóc thế này? Mình không biết lý do tại sao nữa, nhưng nó cứ khiến mình không thôi nhớ về quá khứ. Ngộ ghê đó. Rose đã khóc rất nhiều khi còn làm thực tập sinh, phải sống xa gia đình từ năm 15 tuổi. Cô thậm chí còn gọi cho bố mẹ để bảo rằng cô muốn về lại Úc, quay trở lại cuộc sống bình thường trước kia, được đi học, được ở cạnh gia đình. 3. Tôi bỏ học, tôi chưa từng tưởng tượng mình sống xa gia đình, tôi thậm chí chưa từng ngủ xa nhà quá 2 tuần. Nó thật sự khó khăn. Đó là lời chia sẻ của cô trong phim tài liệu Blackpink Lives Up The Sky. Cô đã rất khó khăn để quyết định bỏ học, theo đuổi đam mê, vượt qua nỗi nhớ nhà. Mỗi khi có ý định từ bỏ để trở về Úc, Rose lại nhớ tới mục đích ban đầu là trở thành ca sĩ khi mình đến Hàn Quốc, là giấc mơ lớn nhất của cô. Chính vì thế mà cô quyết tâm ở lại, nỗ lực không ngừng để được debut. 4. Cho các bạn chưa biết, mình tên là Rose. Trong một vài concert của nhóm, cô đã phải tủi thân như thế nào khi giới thiệu cho các fan dưới sân khấu được biết. Mặc dù họ đều là fan của Blackpink, được biết đến là giọng ca chính của nhóm, song trong một khoảng thời gian dài, cô là thành viên ít hoạt động. Chính vì vậy cô cũng tự ti vì bị gắn mắt thành viên kém nổi nhất, ít được biết đến so với các thành viên còn lại. 5. Sao chủ tịch lại không thích con? Trong Running Man năm 2017, khi các thành viên tham gia trò chơi, Jisoo đã yêu cầu Rose liệt kê 3 điều mà mình khó chịu nhất với chủ tịch. Rose chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác, sao chủ tịch lại không thích con? Và sau đó ngập ngừng không biết nói gì thêm. Điều này càng khiến các fan nghi ngờ hơn về sự đối xử của YG với cô nàng. 6. Mình biết mọi người rất mong chờ về màn solo, các bạn cố gắng lên, đừng nản chí, hãy tin mình đi. Cô đã chạnh lòng chia sẻ vào một buổi livestream khi bị fan hỏi cô về thời gian solo, liên tục bị quay chi dời ngày ra mắt. Bản thân cô cũng không biết rõ ngày chính xác mình được debut solo nữa. Cô còn chấn an ngược lại fan, Rose bị công ty bỏ quên. Dù cô là một trong những thành viên toàn diện nhất, nhưng may thay khi các fan kêu gào lên bảo vệ, đòi lại công bằng, cô đã được công ty cho ra mắt album solo đầu tay và thành công ngoài mong đợi. Các fan không khỏi tự hào về idol của mình khi nhớ về quãng thời gian khó khăn. Nhờ có nó mà dù solo hay hoạt động cùng nhóm, cô đều thành công và rất tỏa sáng. 7. Để ngăn cơn đau nhức trở nên tồi tệ, tôi đã tiêm tĩnh mạch trước khi đến. Trong vlog chia sẻ về quá trình chuẩn bị debut solo của Rose, cô đã luyện tập với cường độ cao mà không chú ý đến việc nghỉ ngơi. Thậm chí có những hôm 3 giờ sáng, cô mới về tới nhà trong cả tuần. Trước khi chuẩn bị ghi hình, cô đã chia sẻ lại rằng, khi tôi thức dậy vào sáng nay để chuẩn bị, tôi đã có cảm giác đau nhức khắp cơ thể. Và trong khi luyện tập, tôi cảm thấy không được tốt lắm. Để ngăn cơn đau nhức trở nên tồi tệ, tôi đã tiêm tĩnh mạch trước khi đến đây. Câu nói khiến Linh không khỏi xót xa. Cô dùng hết tâm huyết và sức lực vào album solo của mình, nhưng thành quả cô nhận được quả là trái ngọt, phải không Linh? 8. Cả bốn tụi mình đã làm rất tốt. Em tự hào về tất cả mọi người, vì tụi mình đã trải qua nhiều thứ trong tour diễn này. Mọi người đã vất vả khi phải làm việc xa nhà. Em rất tự hào về tụi mình. Trong buổi concert kết thúc chuyến lưu diễn World Tour In Your Area 2019, cô gái đầu tiên bật khóc trên sân khấu khi chia sẻ với Blin. Với Rose thật khó khăn khi phải xa nhà, nhưng cũng rất hạnh phúc khi được gặp gỡ người hâm mộ. Và những giọt nước mắt của cô ấy đều là giọt nước mắt hạnh phúc. 9. Em yêu việc được đứng trên sân khấu, bởi vì đó là lúc em cảm thấy mình tràn trề sức sống nhất. Nhưng khi chúng em trở về khách sạn, em cảm thấy thật trống trải. Và đó là lúc em nhận ra mình đang nhớ nhà. Rose đã chia sẻ trong Live Up The Sky. Trên sân khấu Blin có thể thấy cô là một ngôi sao tỏa sáng, nhưng khi bước xuống, cô cũng chỉ là cô gái yếu đuối, cảm giác trống trải, cô đơn một mình trong phòng khi nhớ về gia đình. Còn theo các bạn, câu nói nào của Rose khiến bạn đau lòng nhất? Hãy cùng bình luận phía bên dưới. Các bạn nhớ đăng ký và ấn chuông thông báo để đón chờ phần 2 của chuỗi series này nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.